giữa lòng phố phồn hoa lạc lõng những bước chân thôi, xuôi ngược theo dòng trôi tìm chút ấm áp xa xôi, có vấp ngã rồi đứng lên, có bao lần khóc cười, có xa xôi có chân thành, quay cuồng hay thảnh thơi. Tôi nhận ra bài thơ nhỏ thôi chẳng ở đâu xa, thương và yêu sẽ thay bình yên ở khắp quanh ta. Khó khăn mỗi lần bước qua, trái tim như vỡ òa. Bóng đêm mỗi lần khuất xa, nắng lên hiền hòa. Cuộc đời là một chuyến đi, dừng lại hay bước tiếp khi mỏi mệt quá, thì hãy luôn tin vào duyên lành ta trong tươi sẽ kết trái đơm hoa. Rực rỡ như ta đã sống những tháng năm qua, dưới bóng bình yên. Tao nhớ ra mày rồi, thằng ăn cướp. Mày ngon, dám đến nhà tao ăn cướp hả? Anh ơi, hả? Mày sao? Anh bình tĩnh nghe tôi nói. Mày có tin tao, ba không mày bắt mày không? Dương, ba con làm cái gì vậy? Con đang đuổi thằng cướp ra đi nè ba. Cướp nào ở đây? Quân mà. Chính mắt con nhìn thấy, nó ăn cướp ngoài đường, xong bị người ta đánh kìa. Chắc là anh ấy nhìn nhầm ai á. Trời đất ơi, Dương ơi là Dương, con cứ nhậu nhẹt sai khiến được con cứ quán gà con nhìn tầm bảy tầm ba không à. Biết tin à, thôi kệ nó đi con, đi vô bác gái đợi con trong nhà, đi đi vô cái thằng này. Vậy hả mấy anh, chút xíu nữa đó chị nói lại với Dương. Ngồi đi, ngồi đi. Dạ, con chào bác. Quân à, cứ coi như là người trong nhà nha. Dạ. Tự nhiên nha. Dạ. Anh nhóc con ăn đi con. Mấy anh nó gọi điện thoại, nó nói không đến ăn cơm được, nó phải họp online với đối tác. Nó gặp ông nói chuyện sau nha. Ừ, vậy cũng được. Thôi, cả nhà mình ăn cơm nha. Rồi, rồi xin mời Tự nhiên. À, bác định mời cháu gái của bác qua đây ăn cơm để tiện thể bàn bạc những cái việc mà liên quan đến cái dự án sắp tới á, mà bác mời con á, làm thiết kế cho bác á, để cho con nắm luôn. À, đứa cháu gái này nó làm công việc đối ngoại cho bác, với lại nó lo về mặt pháp lý những bản hợp đồng. Thôi bây giờ cả nhà mình nâng ly đi ha, mừng Quân nó trở về với gia đình. Ok. Thôi con thử ăn miếng cá này đi, bác nấu nè. Đó, coi coi có bằng mẹ con không. Dạ. Bữa cơm nay là bác ra đậu bếp chính á. Cảm ơn bác. Ừ, sao con thấy Sài Gòn sao? Chắc chắn là sướng hơn ở dưới quê. Dạ bác gái nói phải à, con còn nhiều cái bỡ ngỡ mà cần phải học thêm lắm. Rồi cái chỗ ăn ở của con sao nè, nếu mà thấy không tiện cứ về đây, nhà của bác rộng lắm. Dạ hiện tại con đang thuê nhà gần bến xe ở. Vậy cũng được. Làm đàn ông con trai á là phải biết dấn thân, vượt khó, tạo dựng sự nghiệp cho mình, đúng không? Nè, con có nhớ những lời bác dặn này lúc nào ở đâu? Dạ, đương nhiên là nhớ rồi. Cái hôm mà hai bác cháu mình câu mực cả đêm cùng với hai xì rượu. Ồ, ngon lành luôn. Bác thấy là chỉ có con mới hợp với bác thôi. Con xin phép nha. Đang ăn cơm mà con.
cơm gia đình mà. Gia đình của ai á? Anh thì không. Ủa đi mày, nghệ sĩ tụi mình ấy có ai hiểu đâu. Kể cả gia đình mình cũng vậy. Ở đâu xuất hiện trước giờ ông đem ra so thắng với anh á. Lên nhà chơi cái ông coi anh như là tài thần vậy á. Ủa? Ê, em gái, xin một chai bia nha. Dạ. Ok. Khoan. Hai chai nha em. Dạ. Mặt chị đi nhậu buồn hiu bạn. Nó có biết con nào đã. Nó nào? Mày vừa ngáo mày. Bia của mấy anh nè. Dạ, bia của anh nè. Em à, em làm ở đây lâu chưa? Dạ 2 ngày ạ. À. Hèn gì? Anh không thấy em bao giờ hết. Anh là khách chuộc ở đây á. Mà tự nhiên nhìn mặt em giống một người ghê á. Ai vậy ạ? Con dâu của bạn anh chứ ai. Thuận ơi, quấn đi, lo mà chơi vậy. Trời quá đất rồi. Hôm nay đi coi dài của phụ nữ luôn ha. Đừng có nói muốn chuyển hệ nha. Không phải. Coi định tặng quà cho anh ta. Biết ai rồi khỏi giới thiệu. Nếu mà đi lại nhiều á thì nên chọn mấy cái đôi mà nè, giống đôi đỏ đó, cao cao, đi cho nó giống tướng người mẫu. Mặt à. Nhưng mà đẹp. Ê, anh còn đơn chưa giao, đi giao với anh nha. Giờ này bấm chuông làm gì đây? Chị có cái đơn hàng 300 ngàn đồ chơi trẻ em nè, chị nhận mẹ nè. Tôi già vậy tôi đặt đồ chơi làm gì? Không, không có đặt hàng. Thì chị ơi, cái này em phải ứng tiền để lãnh hàng cho chị đó. Shipper thì phải lấy hàng đi giao cho người ta chứ ai biểu ứng tiền làm vậy? Thôi, không có nhận đâu, đi đi. Chị ơi. Không, đi đi. Chị ơi, chị, em nói cái nào, nếu mà chị em thích thì chị lấy chị trả lại cho cái người bán chứ em đâu có liên quan gì đâu chị ơi. Chị ơi, chị Nguyễn thầy thương ơi. Đắp bánh tạ rồi mày ơi. Chị, đã nói không có mua nữa mà. Mày đắp bao nhiêu bộ mày biết không? Đúng rồi chị ơi. Con chị đặt đồ chơi nè. Lấy đi chị ơi. Đi khỏi nhà tôi, biến khỏi nhà tôi. Chị ơi, tụi em làm công ăn lương mà. Không có lấy hàng, đi đi, biết. Chị Nguyễn thầy thương ơi. Chiến thần bom hàng ơi. Con chị đặt đồ chơi để phát triển trí não rồi chị. Sao không lấy cho nó chơi? Thôi anh ơi, bỏ đi anh ơi. Bỏ sao được, bỏ mày. 300 ngàn của tao bỏ gì? Chị. Ai? Ê gì nữa, nó tạt thêm một thao nữa bây giờ. Thôi, bỏ đi. Mày chơi cái này giùm tao đi rồi mày trả tao 300 ngàn. Tiền không có ăn đâu mà chơi. Chị ơi. Ừ. À, 2 tô 30 ngàn. Em được. Rồi, cảm ơn hai em nha. Dì Cam. Trời ơi, hết hồn hết vía.
con ăn mặc gì thì kỳ cục vậy hả? Sao hở trên hở dưới vậy con? Nè con gái bây giờ nha, mới lớn đi ra đường là nguy hiểm lắm, biến thái nhiều lắm nha. Con mà cứ như vậy á, ông nội ông không có sống được đâu nha. Dạ. Mà làm gì mà mấy bữa nay đi khuya dữ vậy? Thì không đi làm sao mua được cái này vậy? Con đi làm chứ có phải đi chơi đâu. Con làm gì? Con mới được làm ở quán nhậu nên về hơi khuya. Làm ở quán nhậu hả? Dạ. Thôi không được rồi, ở trong nó toàn ba cái thằng say xỉn không à. Mà đã vậy con ăn mặc như vậy nữa, trời ơi sợ mày ghê luôn á. Vậy yên tâm đi, con lớn rồi mà gì. Đi vô thay đồ đi rồi ra đây tôi làm cho thằng Tô rồi ăn. Dạ. Yes sir. Con đi đây. Chào chị. Làm gì mặc chù ụ vậy? Hả? Hai ông mới dưới cống chui lên hay sao vậy? Tai nạn gì mà hôi rình vậy trời? Cho hai con đi. Em không hiểu sao thời buổi này lại còn nhiều người thản nhiên vậy được chứ. Anh nói mày rồi, tai nạn nghề nghiệp mà. Thì có bữa nắng phải có bữa mưa chứ. Nha. Đó, ăn đi. Cảm ơn chị. Thank you. Quân, dạ. Em cho chị gửi bé My tí xíu nha. Xuống đi con. À, chị có công việc gấp lắm, nó quan trọng dữ lắm. Chị đi chút chị về chị đón nó, nha không? À, gì nữa? Chị, nó chưa ăn gì á, chị cho nó ăn gì? Chị cho nó ăn đem nha. Ê, này, làm sao bây giờ nó ăn rồi sao, tính sao đây? Alo, em có chuyện gấp thôi, em đi. Có gì chờ chút em về em rửa chén rồi phụ lại. Là thiếu nữa đó hả? Rồi, ra chạy tới. Nó đang gì vậy trời? Giờ này bà bé bà còn đi đâu được? Con nhỏ này kỳ cục lắm, cứ khuya là nó đi vậy đó, xong để nó con vậy nè. Thiệt tình. Em đó nha, coi chừng á, mai mốt nó giao nhỏ này cho em nuôi luôn á nghe. Nó sao rồi chị? Em đi dễ thương chứ mồ. Anh vô. Ừ? Chị. À, được thôi. Đi với mẹ. Cái bom hàng thôi mà làm thấy ghê. Ăn nhanh đi, vô tắm rửa đi chứ cái mùi này khó chịu quá rồi đó. Lấy cái khăn giấy này lau cái mặt đi. Gì đâu mà lem luốc tùm lum đây nè. Bên này nữa nè. Trên này nè, phía trên này nè. Ngay chỗ này nè. Biết thì lau giùm luôn đi. Bởi vì cái gì cũng tui hết trơn á. Có chút xíu việc vậy thôi cũng không làm được. Đây nè. Làm gì vậy? Đây. Đi nữa. Bây giờ kinh phí không có đủ để thực hiện cho cả hai nơi. Hay là mình cứ thực hiện ở một nơi trước, còn nơi còn lại mình sẽ để tới đợt sau. Em thấy cũng được đó chị. Trước mắt mình cứ tính vậy đi, rồi quý sau mình tính tiếp. Em nghĩ là không được. Mình đã hẹn trước rồi, chắc cô chú sẽ mong chờ. Em vừa chuyển khoản cho chị. Hiện giờ trong tài khoản em chỉ còn 25 triệu thôi. Chị cứ lấy số tiền này dùng trước đi. Ừ. Vậy thì tốt quá rồi. Mọi kế hoạch đó mình sẽ thực hiện như cũ ha. Dạ, con nghe đây gì? Con ơi con coi coi nhóc con nó đang ở đâu. Dì gọi hoài mà không được. Nhóc con của dì mà có chuyện gì, làm sao mà dì sống được. Dạ, con biết rồi. Sao anh muốn dữ vậy? Nè, anh cứ buông thả như vậy hoài. Hỏi sao Dượng không khó chịu rồi đi so sánh anh với người ta. Anh đã cố hết sức rồi, nhưng mà anh không có làm được. Nó là cái áp lực cho anh. Em biết không? Anh đâu có cần phải căng như vậy. Thiết kế thời trang cũng là nghệ thuật mà. Còn vợ nghiêm khắc với anh bởi vì anh là người kế nghiệp của Dượng, anh hiểu chưa? Anh cũng lo cho ba anh lắm, nhưng mà có bao giờ ông tin anh đâu. Vợ đưa cái thằng ăn cơm vào nhà phải sao chứ? Thôi, anh đứng lên đi nè. Đứng lên nghe lời em, đứng lên. Em để em đưa anh về. Đi đâu?
Dạ, họ yêu cầu thực hiện các mẫu thiết kế phải dễ nhận biết và đặc biệt là phù hợp với đặc thù công việc. Không, dễ nhận biết gì? Theo tôi á, là các công ty vận chuyển á, hiện giờ á, là rất là nhiều. Nên là cái đơn mà người ta đặt hàng mình á, là mình phải thiết kế làm sao để cho có một cái sắc thái riêng biệt mà không có giống ai hết trơn. Vậy mới được. Tính ứng dụng thực tế của trang phục mới là điều quan trọng. Vì đối tác nước ngoài, họ không nắm bắt được tình hình thời tiết ở đây như là mưa gió thất thường, rồi triều cường ngập lụt vân vân. Thiết kế mẫu mã cho công ty nước ngoài khác xa với may đồ cho mấy bà ở nhà quê, có làm được không? Dì đừng có bàn lùi, anh May đây sẽ hỗ trợ cho Quân để đưa ra ý tưởng đầu tiên cho khách hàng. Chừng nào khách hàng họ cần con? Dạ, họ yêu cầu mình phải hoàn thành trong vòng một tuần. Dạ, căng dữ ha. Tháng 12 á, họ khai trương rồi. Nếu mà có mẫu mã thiết kế á, mình phải sản xuất triển khai ngay mới kịp đó anh. Anh May, dạ. Anh với thằng Quân á, triển khai công việc này liền đi. À, cho thêm Dương đi. À, nó được đào tạo bài bản đàng hoàng, ha, hai anh em kết hợp với nhau. Ba. Ừ. Con muốn theo dự án này. À. Con sẽ làm theo cách của con. Được thôi, khách hàng họ chọn bản thiết kế nào thì chúng ta sẽ triển khai theo hướng đó. À, anh May, à, anh tôi với Quân đi dạo quanh xưởng đi, để cho Quân nó làm quen với mọi người. Rồi, đi con, đi con. Đâu chị, à, em học mấy cái clip nấu ăn á, em làm theo thôi mà. Chị ủng hộ em học nấu ăn. Dạ, trước sau gì cũng phải học thôi. Nấu được chưa? À, dạ, em đang tập làm quen á chị. Mà cũng thấy khó thiệt chị. Bé My thổi gì vậy? Đau, đau. Em bị phỏng hả? Đưa chị coi. Trời đất ơi, phỏng hết rồi nè. Chị thấy như vậy là không ổn nha. Em muốn học nấu ăn thì phải đăng ký trường lớp học đàng hoàng. Có sao đâu chị, em có tiền đâu mà học. Bây giờ lo cho ông nội không xong nữa. Thôi để em vô con nội nha. My. À, hoàng tử có mua quà cho My không? Đương nhiên là có rồi. Mà em tới lâu chưa? Tôi mới tới. Hoàng tử có quà cho bé My nè. Tèn tèn. Chưa hết đâu nha, còn nữa nè. Nè, chị mẹ anh còn mua bánh cho bé My nữa nè. Cảm ơn bà Tiên. Xin lỗi mấy anh, tôi có điện thoại chút nha. Một cái điện thoại cũ mà có thể nhìn rõ về một con người cũng còn rất rẻ mà. Chị đi mua thuốc phẩm cho em rồi về. Dạ. Đi vô đây chơi với chị. Dạ. À, tôi biết rồi. Dạ. Rồi, về thôi nha. Mày anh à, mày anh. Mày anh đứng lại nghe tôi giải thích đi mà. Mày anh. Thật ra không phải tôi đi cầm điện thoại của mấy anh tặng đâu. Mà là anh Đại á. Ê, ê, cái gì chân chơi vậy? Vô. Cầm mà không có kẹt tiền là tao không có kêu mày bán đâu. Em suy nghĩ kỹ rồi. Điện thoại này của mày anh. Chưa hỏi ý mày anh mà bán kỳ lắm, không có được đâu. Bây giờ cầm đỡ đi.
Tôi đi mua thuốc cho bé. Cô. Anh là ai vậy? Sao anh ở trong phòng anh Vương? À, phòng Vương bên kia kìa. Có, phòng Vương đây mà. Em thấy có người nằm ở bên đường, máu me tùm lum hết trơn á. Thì ra thằng ăn cướp. À, anh là ăn cướp. À, anh Vương ơi. Cô ơi, cô. Cô ơi. Cô bình tĩnh lại đi, chắc là cô nhìn lầm tôi với ai thì phải. Nhìn lầm gì mà nhìn lầm? Rõ ràng là tôi nhớ hôm đó là tôi với anh Vương đi với nhau, xong họ thấy anh nằm ở trên đường á, rồi máu me tùm lum, mọi người đều kêu anh ăn cướp mà. Hơn nó là không cứu anh nó chứ không là bị rước họa vào thân rồi. Anh Vương ơi, ăn cướp. Tôi nhớ rồi. À, bây giờ để tôi kể đầu đuôi câu chuyện cho cô nghe nha. Cô. Dạ, cô vô cô gặp anh Vương cá nha. Của ông đây, mời ông. Bé con ăn ít ít thôi nè, sữa cơm nè con. Cảm ơn mẹ. Giỏi. Mời ba mời mẹ ăn cơm. Khoan. Nhìn coi, có gì lạ không nè. Đẹp quá đúng không nè. Bình thường á mặc mấy cái mẫu buồn ơi là buồn vậy đó, hôm nay mặc cái áo trẻ trung hết sức. Hãy ăn đi anh cơm, anh cơm ngồi ăn đi. Anh muốn cái vụ này vui lắm nè. Con có gì đâu vui. Hai chắc là rủ nhau đi shopping rồi nhậu nhẹt nữa chứ gì. Ê ông này tự nhiên để nói chuyện với con bé như vậy. Bé con. Con dạ. Đến đúng lúc lắm đó, cả nhà mình ăn cơm. Mẹ con xin phép. Ừ. Suốt ngày rủ rê nhậu nhẹt, chơi bời. Trong khi cái thằng Quân mấy ngày hôm nay nè, toàn ăn mì gói, thức đêm thức hôm để mà làm việc. Lại là thằng ăn cướp đó nữa. Ê, anh Quân không phải ăn cướp đâu. Hồi nãy em mới nói chuyện với anh Quân. Là anh Quân kêu, anh Quân hả là bị ông cướp đánh xỉu. Xong rồi hả ông cướp hết đồ của anh Quân luôn. Đó đó con thấy chưa, đâu phải ai cũng nghĩ xấu Quân như con đâu. Ba, con là con của ba mà. Mà ba chưa bao giờ tin con vậy. Còn em nữa. Anh Quân, bé con. À, con xin phép. Quân. Kỳ cục. Dẹp luôn đi. Đứng lại. Đứng lại. Gì? Dương nó nói đúng á. Ông cứ lo cho con thiên hạ, có bao giờ lo cho con mình không hả? Bà, suốt ngày bà cưng chiều nó, bây giờ nó hư rồi đó. Con hư tại mẹ mà. Lỗi ổng á. Dương với anh Dương lại cãi nhau phải không gì? Vì khổ quá Mai anh ơi. Từ lúc thằng Quân nó xuất hiện, cái nhà này rối đánh như là cái nồi canh hẹ vậy đó. Mẹ anh ơi, gì khổ quá. Khổ lắm mẹ anh ơi.
Trời ơi, anh Đại đúng rồi. Nay chơi lớn dễ sợ. Chắc là trúng đề phải không anh Đại? Đề đớm gì đây? Không có tốt đâu. Sao cũng được. Miễn là có đồ ăn nhiều là con thích à. Y cái món này con thích nè. Đợi cầm nữa chứ. Đi từ từ thôi mà ổng bị cái gì nghiêm trọng lắm dì ơi. Trời ơi, ơi. Ăn uống sao mà đau bụng ra đâu. Sao nghiêm trọng tầm bậy tầm bạ rồi bây giờ bị đau bụng nè. Ông chị... Ủa ổng nè. Sao nè gạt gì đúng không? Không. Bị cái gì? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Thổi nến đi, thổi nến đi. Chúc mừng sinh nhật Thầm. Mọi người đừng có làm tôi xúc động, tôi khóc lắm. Gần 10 năm rồi, tôi lên đây lập nghiệp. Chưa bao giờ tôi có được một cái ngày sinh nhật. Riết rồi giờ tôi cũng nhớ là sinh nhật của tôi ngày nào nữa. Sao ông biết vậy hả? Chị mới hay chứ. Chúc mừng sinh nhật chị Cầm nha. Vậy mà anh Đại chịu nói sớm để tôi đang chuẩn bị quà chị Cầm. Có quà luôn. Có luôn hả? Ai để con. Sao mình thiếu quà được vậy? Chị Cầm hãy nói đi. Không. À, quà này bự quá. Đưa con. À, Cầm à. Cầm đi. Cầm. Cầm gì? Cầm. Cầm món ra đi. Bày dễ quá đi à. Đồ ăn rồi quà nữa. Sao mà tốn tiền quá vậy? Không sao đâu. Sinh nhật mà, tôi lo được. Bây giờ cầm mà. Hả? Cầm khui đại đi. Cái gì? Khui đại. Hồi hộp quá. Wow. Trời đất ơi. Đồ đi kiểu gì? Đẹp mà. Cầm thổi nến đi cho mọi người nhập tiệc chứ. Thì cầm. Cầu nguyện. Ướt đi. Mọi người nhập tiệc. Ôi quá trời rồi vậy. Sao mua nhiều vậy nè? Anh Đại chu đáo quá trời quá đất luôn à. Ôi trời. Giờ tôi mới phát hiện ra cái gì mà bong bóng với lại tốt. Sến quá đi à. Sến gì? Anh Đại làm không đó chị. Mời mọi người ăn. Gặp tiệc đi. Quân, ăn đi, viết gì vậy? Dạ, em đang suy nghĩ ý tưởng trang phục cho mấy người làm nghề vận chuyển. Mà anh Đại, thí dụ bây giờ anh mặc một bộ đồ để đi ship hàng hàng ngày mà chống được nước thì sao? Ủa anh lấy cảm hứng từ luật hấp dẫn nước của chú Đại đúng không? Nhỏ thì nói tầm bậy tầm bạ không. Ê, mà anh thấy hay á, em nghĩ thêm cái vụ mà chống nắng đi. Chứ nhiều khi mà anh đi ngoài đường á, anh nai nịch rồi anh bịt khẩu trang này nọ này kia ngộp thở lắm. Nhưng mà theo chị á, thì quan trọng nhất á, là cái chỗ để tiền á, phải càng bí mật càng tốt. Để mình khỏi bị ăn cướp, mà tối mình đi về á, nó cũng an tâm hơn. Ông nội ăn đi ông nội. Không nhưng mà vậy nè, nên phải có cái bao tay nữa nha. Bởi vì biết sao không? Đôi khi á mình cầm vào mấy cái vật mà nóng nè, rồi nhọn nè, lỡ đâu tổn thương cái da tay mình sao? Đúng không? Có bao tay rồi á là đỡ nhiều thứ lắm. Nhưng mà cái quan trọng nha, bao tay mà mình cứ đeo vô đó tuột tới tuột lui sao? Em phải thiết kế làm sao á để đừng có bị tuột á, đúng không? Đúng rồi, nói chung là nó phải dễ dàng tuột ra mà nó cũng phải dễ dàng đóng lại. Không biết diễn tả sao cho em hiểu. Vậy là dạng bao tay mà có nắp hoặc là có khóa kéo hay là dạng có băng dán chẳng hạn. Đại loại là vậy đó. Điều quan trọng nhất á là càng bí mật càng tốt, càng nhiều túi càng tốt. Để làm gì? Dạ để được tiền. Bà làm như bà nhiều tiền lắm vậy đó. Em mơ mộng. Ủa? Mày ăn. Hình như là mọi người đang ăn tiệc hả? Ừ. Chứ sao biết vậy? Trùng hợp vậy? Trùng hợp. Ủa? Bộ hôm nay sinh nhật ai hả anh Đại? Bữa nay sinh nhật Cầm á. Sinh nhật chị không nói em, để em chuẩn bị quà cho chị.
Trời ơi, chị cũng có biết đâu. Nè, coi nè, đồ đi bán về nè, thấy không? Không hề biết gì hết, mọi người làm cho chị bất ngờ vậy đó. Gì vậy? Trời ơi, chị Mai Anh mua nguyên con gà luôn nè mọi người ơi. Bà Tiên đỉnh đỉnh. Ôi, bà Tiên đỉnh đỉnh, đỉnh nữa nè. Ăn gì? Mai Anh tự nhiên dạ, nha. Mẫu thiết kế thời trang này là của anh Dễ hả? Tôi chỉ biết Dễ chút chút à, Dễ đại mà. Tôi cũng đi làm thêm, rồi kiếm được ít tiền, định học cho nó đàng hoàng chút. Mà thôi, Mai Anh ăn đi. Vô đi mọi người ơi. Quên nữa, chúc mừng sinh nhật chị Cầm nha. 1, 2, 3. Vô. 2, 3. Dạ, con chào chú. Bạn thiết kế sao rồi? Dạ, con vẫn đang làm đấy chú. Có ai giúp cậu làm cái này không vậy? Dạ, tất cả con tự làm hết à. Dạ, tiếp tôi coi. Mày ở tỉnh mà lại có một cái năng khiếu thiết kế như vậy, khá đó. Dạ, cảm ơn chú. Ừ. Nhưng mà con cũng cần phải học hỏi chú nhiều lắm. Con nghĩ cái áo này nè. Kiếm thảo cái này đúng chưa? Như phái nữ, con muốn đặt cái túi ra đâu đúng không? Đây là nguyên một cái phần này. Mai Anh đưa tôi đi đâu vậy? Dự bảy tôi có một công ty may mặc. Tôi muốn anh gặp Dượng để biết đâu Dượng có thể cho anh thêm kinh nghiệm và chuyên môn. Gặp Dượng Mai Anh hả? Sao mà anh không nói trước để tôi chuẩn bị cho nó tươm tất hơn? Nếu không ổn thì tôi đã nói rồi. Cũng gần tới rồi. Dượng của tôi dù làm kinh doanh ở trên thành phố, nhưng nhìn Dượng y hệt chân miền biển à. Dượng thích nhất là đi câu, mà đặc biệt là câu mực. Hy vọng là hôm nay Dượng không đi câu. Dượng của Mai Anh cũng làm về may mặc hả? Anh có nghe qua công ty BB chưa? Thường những người trong ngành thời trang đều biết đến Dượng. Mà hình như anh cũng là dân miền biển phải không? Ừ. Vậy thì tốt rồi. Ở trong công ty Dượng có người kia tên Quân. Bởi hợp với Dượng ở khoảng này nên đã chen chân vô được công ty. Chỉ tiếc là từ khi người này xuất hiện ở công ty thì mối quan hệ giữa hai cha con Dượng ngày càng căng thẳng hơn. Tính ra cái người tên Quân này ghê gớm thật chứ. Ý mà anh nói cái người tên Quân đó xấu xa lắm hả? Tôi chưa gặp trực tiếp người này, nhưng chắc chắn người này là nguyên nhân tạo ra những cuộc cãi vã giữa hai cha con Dượng mỗi ngày. Nên nói gì nói, tôi cũng không có thiện cảm với người này được. Dừng xe lại, bắt tài, dừng xe lại nhanh lên. Dừng xe lại nhanh lên, bắt tài, dừng xe lại. Dừng xe lại. Gì mà gấp vậy? Không phải từ từ chứ.
Ê My. À, anh Hoàng Tử, My có được chơi nè. Sao bé My lại ở đây? My muốn ăn kem. Ừ, thôi được rồi, để anh dẫn bé My đi ăn kem nha. Nào giờ á, tôi đi đâu á thì nó đi đó. Nó đâu có giống như con người ta đâu mà thích đi đâu đi. Đó 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 đó. Nó không giống như con người ta. Vậy thôi mày... mà. Nó về rồi. Nó về kìa, nó về kìa. Đi đâu vậy? Trời con. Trời, có sao không vậy? Con có sao không hả? Hả? Mà con đi đâu vậy? Đi đâu cũng phải nói cho mẹ biết tiếng chứ. Muốn đi là đi à? Thôi. Cái con này. Trời ơi, cái gì vậy? Nè con. Con có sao không vậy? Hả? Trời, mày ăn bánh, mày đi với thằng cậu. Cậu nữa? Cậu dẫn con tôi đi đâu? Cậu không nói cho thế nào vậy? Cậu tính làm gì nó hả? Cậu tính làm gì nó đúng không? Em đâu có làm gì đâu chị. Em vô tình gặp bé My ở ngoài đường nên em... Nên muốn dụ dỗ nó phải không? Hả? Thôi, đúng không? Thôi, làm ơn là Phước đi vô coi con mình làm sao kìa, đứng cái chửi hoài. Sao mày không gọi điện cho bà? Điện thoại của em hết pin rồi. Thôi, bà lo cho con bà cho nên bà vậy đó. Đừng có buồn. Em tưởng anh giận vì bé mà anh bỏ nguyên xóm này đi luôn chứ. Khùng hả? Anh cũng có lỗi mà. Đúng đi ra anh phải đưa bé My về trước mới phải. Thôi anh đi nha. Dạ. Đưa bé My giùm anh. Dạ,
rồi, cứu rồi đó. Rồi đó anh ơi, ngon lành. Ổn rồi anh. Ừ. Hai đứa nghỉ tay uống nước nè. Dạ, cảm ơn ông. Mưa tới là ông nội nằm trên cái gián này nha, không có nằm dưới đất bị nhiễm lạnh đó. Tôi nói không cần, tôi nằm dưới đất quen rồi. Quân nhất định nó phải làm cho được. Con còn trẻ còn khỏe sao không được, ông lớn tuổi thì khác chứ. Mà công nhận em tháo giác thiệt á. Mấy này dễ mà anh. Ở dưới quê ba con mất sớm, nhà con là lớn nhất, cho nên con phải tự mài mò làm mấy cái lặt vặt này để mẹ con đỡ cực. Em còn mấy anh em nữa. Em còn thằng em đang học cấp 3. Hoàn cảnh anh thì cũng không có khá giả gì hơn em. Ba mẹ thì cũng già, đã vậy còn đèo bồng thêm ông chú bị bệnh tâm thần bẩm sinh nữa. Nhiều lúc cũng muốn lập gia đình để cho ông bà có cháu bồng, mà hoàn cảnh gì chắc lâu. Anh phụ em tay đưa cái này lên đi. Ừ. Nãy giờ chưa xong nữa. Ý ông nội, hay ông nội cho con gửi bé My đi. Bây giờ tôi qua bên xưởng gỗ lụm giấy chai rồi, không giữ được đâu. Thôi mấy đứa làm nha, đi nha. Dạ. Bà bé đâu? Trời ơi, bà bé nói làm chi nữa. Đó, đây nè, con nó nè. Cái lúc mà con nó bị cái gì nha, thì á, là nó la ó om sòm lên, xong rồi nó đổ thừa người này, đổ thừa người kia. Rồi bây giờ á nè, con nó ở đây nè, nó bắt tôi coi vậy đó, coi chịu nổi không. Trời. Ý. Dạ. Con rảnh không? Coi con bé My dùm gì cái, gì đi chợ. Dạ thôi, giờ con phải đi làm rồi, con trễ mất rồi. Ừ, ai cũng bận hết trơn vậy. Rồi giờ làm sao đây trời? Không ấy thôi, chị cứ đi đi, để bé My em coi cho. Em lấy giấy viết cho bé My nó dễ, nó ngồi im mà. Ờ, vậy đi chút xíu về liền. Dạ. Qua bển. Dạ tôi đi nha. Dạ. Rồi, bé My ngồi đây. Nè, Kiếm ai? Ở đây là xóm nghèo nha, muốn kiếm ăn đi ra chỗ khác, hiểu chưa? Bé My ơi. Mấy anh qua chơi hả? Ừ. Chị bé đi làm chưa về hả? Ờ, chị đi hoài, bỏ con bé ở nhà ăn mình suốt. Tôi có mua bút chì màu với tập vẽ cho bé My. Có gì à, anh đưa cho bé My. Cảm ơn mấy anh. Tội nghiệp hai mẹ con chị. Mấy nay chị cứ làm tăng ca, nhìn chị phờ phạt đó. Sao thấy mấy anh có vẻ mệt mỏi quá vậy? Hôm nay tôi đi hoạt động từ thiện ở hai ba nơi nên cũng hơi mệt. Sao không gọi? Có giúp được gì thì tôi giúp cho. Ừ ha. Mình quên là có một người đang cần trả nợ. Bé My bị sốt rồi, người nóng quá. Lúc nãy chứ còn bình thường mà. Chị bé để thuốc ở đâu rồi ta? Không được rồi, phải đưa bé My đi bệnh viện, không là cô lên tôi coi giật đó. Bé My. Bé My, em buông cổng đi nè. Các anh muốn gì? Đưa con bé cho tao. Tại sao phải đưa? Đúng rồi đó, sao là cái gì của bé My mà tụi tôi phải đưa bé My cho anh? Không biết á, nó là bé đi. Không ai có quyền đưa bé My đi đâu hết, ngoại trừ mẹ của nó. Cho mày đưa không? Đó, đẹp. Tao nói cho tụi bay biết đi. Bà bé đang thiếu nợ tiền của chị hai tao. Đến giờ này chưa trả cả 4 lời. Đã vậy còn tốn thì tâm, điện thoại thì không liên lạc được. Thôi hỏi, nếu là tụi mày tính sao hả?
Nếu vậy thì các anh đi tìm chị bé mà giải quyết. Chuyện này liên quan tới bé My. Thì tụi tao cũng đang đi tìm đấy. Mày có biết là tao tốn quá nhiều thời gian mới mò ra cái chỗ này không? Rồi bé My. Tụi nói cho các anh biết nha. Bé My đang bị sốt. Tụi tôi đang đưa bé My vô bệnh viện. Bây giờ các anh cứ cản trở như vậy hoài, để My lỡ có chuyện gì là các anh chịu trách nhiệm hết đó. Mặt đẹp này có một vết sẹo sao nhỉ? Thôi tụi bay né đi. Anh, để tụi nó đi dễ vậy sao? Bệnh viện chắc chắn bà mẹ sẽ đến đó. Chị từ đây đến cuối tháng á, giải quyết á, tiền còn lại cho chị nha. Không á, tiền lãi mà đẻ ra là đỡ không kịp ha. Má này, đi đứng kiểu gì vậy? Hả? Mắt mũi để đâu? Quản lý đâu? Quản lý đâu? Cũng là gái thôi mà. Cô nói cái gì đó, cô nói lại một lần nữa tôi nghe coi. Ê, anh đẹp. Nhưng mà chỉ có thằng Dương mới là người có thể thay thế cái vị trí để làm cho nó yên tâm. Vì nó là con người. Chứng cứ rành rành như vậy rồi mà bà còn nói tốt với nó nữa là sao? Bà đã nói với con biết bao nhiêu lần rồi Dương. Vậy mới chính là người mẹ, không có ra gì á. Không phải là nghèo bệnh viện.